Hi, chào mừng các bạn trở lại với video thứ ba trong bộ video hướng dẫn tạo forum miễn phí từ A tới Z của shopfreevn.com. Thì trong hai video trước chúng ta đã tạo đăng ký một hosting free và một domain free, cùng đồng thời trỏ domain về hosting rồi. Nó mất đến 72 giờ, tối đa là 72 giờ, và trong thời điểm đó thì có thể là sau một ít phút nó sẽ gửi email tùy, nhưng mà tối đa là 72 giờ. Thì mình hơi suy đăng ký mất mấy tiếng sau, chờ không nổi mình ngủ đi, chờ ngày khác đăng ký tiếp. Ok, thì đặt trỏ domain thành công rồi, thì bây giờ bạn đăng nhập vào hosting. Control Hopping thì bạn vào phần File Manager này, là bạn sẽ thấy sau khi trỏ thành công thì bạn sẽ thể thấy một cái domain, một cái thư mục với tên domain của nó đây. Bạn click vào chọn đây, và bạn sẽ trong cái domain này bạn sẽ nó sẽ tự tạo ra một cái file thư mục htdoc, và tất cả những gì trên web bạn sẽ up vào cái thư mục này, htdoc này. Đây, bạn nhớ nhé. Thì chúng ta có thể up lên web, mà đây xem lại sơ lược là cái này mình đã làm rồi đúng không? Trỏ domain về là làm rồi. Bây giờ mình down cái VBB 4.1.5 này về và up lên hot. Thì mình đã down về, và bây giờ bạn có thể tìm cái file VBB 4.1.5 này tại đây, tại website shopfreevn.com. Bạn tìm là VBB 4.1.5. Đây. Đây là cái bộ VBB năn, nó đang còn trống, còn chưa được cài thêm mod hay một cái thứ gì vào. Thì sau khi download về, bạn sẽ mình đã download về đây rồi. Đây. Xóa cái cũ trước. Sau khi đào về bạn sẽ được một file thế này, và bạn giải nén nó ra. Sau khi giải nén ra là bạn quên cái này, cái vào một cái mục. Sau khi giải nén ra nhé, đây, bạn sẽ có từng này, và bạn chỉ việc up cái phần upload này lên thôi. Thì để upload cái phần này lên thì bạn vì cái tải hosting này nó chỉ cho up tối đa, đây mình nhấn vào upload, nó chỉ cho tối đa là 20, nhưng mà cái này của mình đến bao nhiêu đây? Đến 30 MB. Giả sử mình nén lại file zip, trong này nó cũng cho đỉnh file nén lên là file zip này, ATA này, TRZ này, RZ này. Nhưng mà nếu mà mình nén lại thì nó cũng sẽ lớn hơn là 20.
Thì để làm sao để up được cái này lên web thì mình phải dùng một phần mềm upload nào đấy, mình dùng là hoặc là Qt FPT, mình dùng phiên bản 3.8.3 hoặc là phiên bản này miễn phí. Phần mềm này miễn phí, mềm FileZilla này, mà bạn có thể download tại trang chủ miễn phí. Nhưng mà ở đây mình sẽ up từ từ phần mềm Qt FPT. Thì để up cái phần mềm này lên, trước tiên thì bạn vào file upload này. Đây, bạn config lại cái file trước khi up lên, hoặc là bạn có thể up lên rồi bạn config sau. Ở đây mình config trước luôn, mình hướng dẫn config luôn nhé. File config nó nằm ở trong đây. Bạn thấy cái file config này nó nằm ở trong thư mục include. Config và nó có thêm cái đuôi new, bạn phải đổi tên cái đuôi này trước, xóa này, hoặc là bạn copy thêm một cái file này và xóa cái phần này đi. Sau đó bạn mở bằng một cái trình soạn thảo văn bản nào đấy, mình mở bằng Notepad cộng cộng. Phần này thì đây là tên database, nhưng mà mình chưa tạo tên database cho nên mình phải vào hosting tạo một cái database, vào MySQL database tạo một cái database là diễn đàn Chris. Và tên database nó có thêm cái tiền tố này là cái tên user control ấy. Là user để đăng nhập control pane của Hosting này, nó tự tạo ra và mình copy nguyên cái này path của đây. Đây là email, email gì đấy tùy bạn. Mình chọn email admin của account top shopfree.co.cc. Đây là name server host. Server name thì bạn vào hosting, bạn thấy này, name server host của MySQL database ấy. Bạn copy cái này, paste vào. User cùng vào hosting. Còn đây, nên nhớ là cái thông tin này nó là gửi về email các bạn rồi nhé. Bạn có thể lấy từ email. Mật khẩu. Và coi như nó nhỉ. Ok, thế là xong, bạn lưu lại. Sau đó vào cài đặt phần mềm này xong là bạn vào kẻ lên và vào site manager, ở bạn vào file new ftp site, tên là tên hosting đấy, tốt số free hot. Address này là cái tài khoản FPT của bạn ấy, từ email gửi về hôm trước, email gửi về mình ở đây này. Đây thông tin tài khoản của FPT, copy cái này
xếp vào có khoảng 80 không? User, cái này trùng với user của đăng nhập control page. Pass mật khẩu nhưng con này ok. Khi connect thành công thì nó sẽ vào thư mục root của hosting, và trong thư mục root thì bạn thấy là cái một là bạn có thể upload lên tên miền này, hoặc là nếu có nhiều tên miền thì nó sẽ có nhiều thư mục ở đây, thì chúng ta cần cài đặt trên tên miền topsoftfree.co.cc. bạn click vào đây, click vào tôi đâu không phải upload mà này nhé, click vào trong trong đấy. Bạn chỉ việc cầm cả chừng bôi đen control home từ này, cầm kéo nó vào control A để cho nó bôi tròn tất cả, cầm kéo nó vào thả trong này, và thời gian upload có thể là nhanh hay lâu thì tùy mảng của các bạn. Và ở đây cái thời gian upload cũng khá lâu cho nên mình sẽ dừng lại video này ở đây, và video sau chúng ta sẽ tiếp tục phần cài đặt. Ok, chào các bạn, chúc các bạn may mắn, và đừng quên vào website shop.vn để click quảng cáo, những cái quảng cáo này ủng hộ mình để có điều kiện duy trì site và có thời gian làm nhiều video cho các bạn hơn. Chào tạm biệt, chúc các bạn may mắn.